Xin chào mọi người, mình là Hồ Dương Lâm, đại diện kinh doanh của Triumph Sài Gòn. Vừa qua, Triumph đã ra mắt mẫu xe mới nhất Trident 660. Mẫu xe này có gì hot? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Đây là một nỗ lực của Triumph trong phân khúc tầm trung và mức giá rất dễ tiếp cận, 269,9 triệu, đã bao gồm VAT. Xe thuộc phân khúc Naked Bike hiện đại, nhưng Triumph đã lồng ghép vào đó những đường nét cổ điển classic, ví dụ như đèn tròn, khung sườn và yên nhìn rất retro. Trident 660 sử dụng động cơ 3 xi lanh 660 phân khối, cho ra 81 mã lực và 64 Nm. Động cơ triple engine 3 xi lanh là một động cơ độc quyền của Triumph. Hãng đã áp dụng động cơ này trên rất nhiều mẫu xe như là Daytona, Speed Triple và thậm chí cả mẫu mô tô dung tích xi lanh lớn nhất thế giới là Rocket 3. Động cơ 3 xi lanh kết hợp được cả lực kéo của 2 xi lanh và cả mã lực nước hậu của 4 xi lanh sẽ đem cho cảm giác phấn khích trên mọi giải vòng tua. Trang bị trên xe tân tiến, ABS trước và sau, traction control, hệ thống kiểm soát độ bám đường, hai mốt chạy đường ướt và đường khô, ga điện tử. Đây là một điểm rất đặc biệt và chỉ có Trident 660 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có ga điện tử. Màn hình màu TFT, đèn full LED trước và sau và cả xi nhan. Dàn chân khung gầm cứng cáp. Xe được trang bị phục trước và sau Showa heo thắng Nissin, đi kèm với đĩa thắng lớn, đảm bảo khả năng hãm tốc an toàn. Khung sườn được thiết kế rất độc đáo, làm giảm trọng lượng xe. Bô xe gọn và được để dưới bụng, tạo nên sự cân đối hoàn hảo nhất. Dè xe được thiết kế đặt thấp, tạo khoảng trống lớn, vừa thể thao vừa gọn gàng. Chiều cao yên 805mm, phù hợp với đại đa số hình thể người Việt Nam. Trọng lượng ước đã đổ đầy xăng nhớt là 189kg, cực kỳ nhẹ trong phân khúc. Kết hợp với độ cân bằng cực kỳ tuyệt vời, cùng với tay lái được đặt không quá thấp, tạo sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị. Yên xe dày và êm, tạo sự thoải mái cho cả người ngồi trước và người ngồi sau. Thực sự cảm giác lái của chiếc xe Trident 660 là rất tuyệt vời. Độ thăng bằng, độ linh hoạt khi xử lý trong phố nhỏ là rất dễ. Động cơ bốc mạnh vọt, mang đến sự phân khích ở mọi giải vòng tua. Đặc biệt, mô men xoắn cực đại tới rất sớm, khiến chúng ta dễ dàng tăng tốc khi vượt xe. Trang bị trên xe cứng cáp và an toàn, giúp chúng ta luôn chủ động làm chủ mọi tình huống. Xe có hai chế độ lái rất hữu ích. Như là mình đang chạy và trời bắt đầu đổ mưa, đường ướt, mình sẽ bật qua chế độ đường ướt. Lập tức công nghệ điện tử sẽ can thiệp vào bánh xe và giúp bánh xe đạt được độ bám đường tốt nhất. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là 4 lít trên mỗi 100 cây, cực kỳ tuyệt vời đối với một mẫu mô tô mạnh mẽ. Với mẫu Trident 660, Triumph sẽ chinh phục mọi đối tượng khách hàng, từ người trẻ cho đến người hơi lớn tuổi, dù đã có kinh nghiệm chạy mô tô hay chưa. Trident 660 là một mẫu xe mạnh mẽ, an toàn và đáp ứng mọi điều kiện tình huống. Hãy đến ngay showroom Triumph tại số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để khám phá thêm về mẫu xe này nhé. Xin cảm ơn và
và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.